thân mến, hôm nay hai mẹ con nhà tớ sẽ làm món nước ép quả dưa hấu rất là ngon. Bởi vì bây giờ dưa hấu nó đang là mùa ấy, cho nên mình sẽ tranh thủ để làm nước. Ủa, bạn này đang đòi cắt quả dưa hấu. Tôi cắt quả dưa hấu à? Hả? Ờ, dưa hấu bên này nó sang chuẩn bị sang mùa ấy, cho nên nó rất là rẻ và ngon. Bây giờ mới chỉ là đầu mùa thôi, sắp tới quả dưa, quả dưa. Ở đây là quả dưa hấu con ạ. Dưa hấu. Ừ. Quả dưa hấu này có ngon không nhá? Đấy, xem nhìn này. Nhìn này. Quả dưa hấu bên bộ này. Wow. Quả dưa này. Nào, nhìn xem nào. Bốn. Đã xem nhìn nhá. Nó open nhé. Con mở đi, con đứng, con mở đi xem nào. Con mở đi nào. Nào, đã xem mở nhé. Quả dưa hấu bên này nó cái loại nó có hạt ấy. Đã spaghetti. Ừ đúng rồi, con bỏ tay ra để cắt dưa hấu cho con, không nó vào tay rồi đứt tay đấy. Ừ, dưa hấu nhìn ngon chưa? Được rồi, mẹ cắt cho con. Wow, để mẹ cắt thế nào? Open it. Ừ, để mẹ cắt đây, cắt cho con nhé. Mẹ lấy hạt. Wow. It's so yummy. À, yummy gì? Ok, con ăn đi này. Thì cái loại dưa hấu mà có hạt này hôm nay bạn sẽ dùng cái loại máy mà là máy ép hoa quả. Còn nếu như mà dưa hấu của nhà các bạn mà nó không có hạt ấy thì các bạn sẽ dùng bằng máy sinh tố, các bạn xay nước hoa quả cũng được nhé. Vì loại nó có hạt cho bạn sẽ dùng cái loại máy ép hoa quả này. Mình ép nước. Ngon, yummy đúng không? Đấy, mình cắt thành miếng to này. Bạn sẽ cắt thành miếng to này, bởi vì cái máy của bạn nó khá là lớn, cho nên mình sẽ dùng này. Ngon chưa? Dưa hấu ngon nhỉ? Bạn này bạn thích ăn dưa hấu lắm. Mẹ lấy hạt. Con lấy hạt đi, con cầm lấy hạt đi. Yes, mommy lấy. Ừ, con lấy hạt cho mẹ xem nào. Mommy mẹ lấy hạt. Mẹ lấy hạt giúp con gì? Con bảo làm sao? Mẹ ơi, cho con giúp con. Ừ, đúng rồi, mẹ ơi, mẹ lấy hạt giúp con, đúng không? Mẹ lấy hạt giúp con. Ừ, đợi mẹ nhá. Đâu hạt ở đâu? Hạt đây. Nhiều hạt này á. Mẹ, để mẹ đi làm nước hoa quả cho con uống này. Nước dưa hấu cho con uống ngon lắm này. Mùa hè uống nước dưa hấu ngon không? Ừ. Rồi. Mình bổ vào này thôi nhá. Nó thích ăn cùi dưa hấu không? Đây, đến mẹ cho bạn đấy. Nhìn ngon chưa? Tuyệt vời. Thì cái nước hoa quả hôm nay bạn làm là bạn sẽ cho thêm một chút nước chanh vào cho nó thơm mát cái mùi chanh. Cho mẹ xem nào. Mình sẽ bắt một chút nước chanh vào nhé. Cho nó dịu thơm mát. Chanh xanh này. Nửa quả chanh này. Khoảng 1 lít nước dưa hấu đấy. Bây giờ khuấy đều nhá. Mẹ lấy hạt cho con. Ừ, đây là mẹ lấy hạt. Tự ăn cắt cho này. Nhìn nước dưa hấu ngon chưa? Rất là ngon, có thơm mùi chanh nữa, nó rất là ngon. Mà đặc biệt là nếu mà dưa hấu của mình nó ngọt quá, mình cho cái mùi chanh vào nữa thì nó sẽ giảm bớt cái độ ngọt của dưa hấu. Ở đây con đây, đây đây đi, mình đổ ra cốc cho con chứ. Mình đã có xong một. Wow. Đây con. Nhà Mỹ. Bạn sở thích không? Bạn này bạn thích. Nếu như các bạn thích lạnh ấy, thì các bạn làm xong rồi cho tủ lạnh để khoảng 30 phút sau uống, hoặc là mình cho vài viên đá vào mình uống cho nước nó lạnh lạnh.
Ôi cho mẹ xuống uống nào, thèm quá. No, mommy, 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 that's me. Mommy and eat the watermelon. À đúng rồi, con bảo cho bạn mẹ uống. Thì mẹ lấy công khác mẹ uống nhá. Mẹ uống. Đúng rồi, nó rất là ngon và nó có vị ngọt thanh mát, có thêm cái vị chanh và nó rất là dễ uống. Ngon quá. I need a spoon. À, ủa bạn nó muốn quấy. À, không uống nước á? Có suốt vậy thì bao giờ xong? Vậy là hai mẹ con thì tớ đã làm xong món nước dưa hấu ép vị chanh ngày hôm nay, rất ngon, thơm mát. Đặc biệt là cho mùa hè nóng nực như thế này. Thì sau cái video lần này, vẫn chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món ăn ngon. Để nhận được những video tiếp theo, quý vị và các bạn ấn nút subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại. That's all right, đi. Con xin ạ, con xin chào, bye bye đi. Chào, bye bye. Say I love you. I love you. Con yêu các cô, các chú. Các chú. Con xin chào, bảo con xin chào đi. À, sổ con xin chào.